Đấy, bây giờ mình đang đứng ở nhà thờ giáo sư Phạm Pháo này. Đây mình sẽ zoom lên cho mọi người xem các chạm trầu ở đây buổi buổi tối được trang trí rất là đẹp này. Đó, mọi người đang xem thấy chưa? Đây là kỳ đài ở dưới cuối nhà thờ nhé mọi người nhé. Đấy, đây là tượng đài Đức Mẹ ở giữa khuôn viên. Đấy thì mình quay cái này đang trong thời gian giáo sư chuẩn bị diễn ra nịch trầu. Cho nên là buổi tối được trang trí điện rất là lung linh và huyền ảo. Bởi vì những cái điện trang trí ở các kỳ đài rất là lấp lánh về buổi tối. Đấy, còn đây là ở giữa bởi vì thời gian trầu cũng gắn liền với lại kỷ niệm thượng thọ của cha Kim Long này. Nên là buổi tối đấy mọi người đến tập duyệt cũng như là kiểm duyệt các chương trình trước để tối thứ bảy để tổ chức hoan ca. Nên là mọi người đến đây để tập duyệt cũng như là xuất sân khấu trước này. Đấy thì có đài mừng thượng thọ Bát Tuần này, 56 năm đinh mục, 64 viết thánh ca nhạc sư Phêrô Kim Long. Vừa nãy mình nói nhầm đấy, đây là nhạc sư Phêrô Kim Long nha mọi người nha. Nha mọi người đang xem này thì đây là chạm trầu ở phía bên tay trái của nhà thờ này, được trang trí một màu hồng rất là đẹp. À, ở trên có chữ vua tình yêu này. Đấy, để đặt mình thánh chúa Giêsu Kitô để trầu này. Đấy, trang trí rất là đẹp và lộng lẫy. Đấy, còn đây là phía mình đang đứng ở góc phía bên ngoài. Thì bên trên có hai kỳ đài và bên dưới có hai kỳ đài, là bốn kỳ đài. Ở giữa là kỳ đài Đức Mẹ. Đấy. Ở ngoài khuôn viên đường của nhà thờ đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Đây mình sẽ zoom gần đến cho mọi người cùng xem nhé. Xem nào. Buổi tối nhìn nó lung linh huyền ảo như thế nào. Các cái đài công nhận là phải nói là rất là đẹp về đêm, bởi vì đêm là có ánh điện như là ánh sáng đủ các màu sắc xanh đỏ tím vàng trắng rồi là lấp lánh nhau. Nay mình mới có dịp mình đi, mình quay trước cho mọi người để mọi người xem kỳ đài trầu Chúa Giêsu Thánh Thể về đêm như thế nào. Đấy. Mình quay cận cảnh những chi tiết này để cho mọi người cùng xem nhé.